anh chị em nhìn thấy cái tên ấy, đó là gì ạ? Bí mật nữ điệp viên xinh đẹp đấy. Và tác giả là bạn Đoàn Thị Thu Phương và Nguyễn Quang Huy, cùng nhau đồng tác giả cuốn truyện này. Và cuốn truyện với ủng hộ dự án vẽ truyện tranh bằng AI mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 của Học viện AI, được chưa ạ? Rồi, câu chuyện bắt đầu. Rồi, miền Nam Việt Nam, những năm 1942, tại một gia đình thương gia giàu có tại Vĩnh Long. Nhà có hai cô con gái Mỹ Nhung và rất ham đọc truyện trinh thám, và Mỹ Linh thì rất hiếu động. Khi đó thì Mỹ Nhung 10 tuổi và Mỹ Linh 5 tuổi. Ước gì mình được trở thành một điệp viên giống như nhân vật trong truyện tranh này, Mỹ Nhung nói. Con gái chỉ cần lớn lên xinh đẹp và lấy được chồng tốt là may mắn rồi, sao con lại mơ ước thành điệp viên? Con thấy làm điệp viên rất ngầu, họ phải giỏi nhiều thứ, lại bình tĩnh để xử lý rất nhiều tình huống khó. Đúng thế, làm điệp viên không hề dễ. Dễ dàng đâu, lại còn rất nguy hiểm nữa. Mẹ luôn là người yêu và ủng hộ con, nhưng đừng nghĩ đến việc làm điệp viên nữa nhé, ở nhà phụ mẹ bán vải đi. Hi hi, chính vì không dễ nên con mới thích. Với lại, con muốn góp phần cho cuộc chiến giúp giải phóng dân tộc và mong muốn sẽ có hòa bình để mọi người được bình an, hạnh phúc. Con quyết tâm sẽ học thật giỏi để góp sức cho đất nước và trở thành điệp viên tài năng. Con gái của mẹ là tuyệt vời nhất. Hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu thương và ủng hộ con, và mẹ cũng vui khi thấy con có suy nghĩ như vậy. Cô bé Mỹ Nhung tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần yêu nước đã bắt đầu cuộc hành trình từ đó. Bài học thứ nhất Mỹ Nhung đã học được từ mẹ. Cô tiểu thư đáng yêu Mỹ Nhung và em gái Mỹ Linh lớn lên với bài học của mẹ về tình yêu thương vô điều kiện. Cho dù con gái có làm những điều mà mẹ không mong muốn, nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ, dõi theo cô trên suốt cuộc đời cô đi. Cho mãi đến tận sau này, mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất. Năm 16 tuổi, Mỹ Nhung quyết tâm đi theo tiếng gọi của trái tim. Với tình yêu tổ quốc vô bờ, cô trốn nhà vào chiến khu xin tham gia kháng chiến, mặc dù biết bố mẹ sẽ không vui. Chị Ba, người hướng dẫn Mỹ Nhung ở căn cứ, hỏi: "Em có biết chèo thuyền không? Có biết bơi không? Có biết nấu ăn không?" "Dạ, nhà em có 6 người giúp việc, nên bình thường em chỉ biết ăn, chơi, học và đọc tiểu thuyết thôi ạ." "Em còn con nít lắm, hãy bắt đầu học từ những thứ nhỏ nhất, như học bơi, học chèo thuyền đi đã. Chiến tranh khốc liệt lắm, không lãng mạn như trong tiểu thuyết đâu." Mỹ Nhung được các chị trong cục tình báo chỉ dạy rất nhiều, nhưng cũng luôn chê cô là tiểu thư nhà giàu, làm gì cũng không biết, chỉ biết mỗi đọc sách với ăn chơi. Bài học thứ hai cô học được từ chị Ba Minh: khi bắt đầu làm chuyện gì đó lớn lao, hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ bé tưởng chừng không liên quan. Nếu bạn không thể hoàn thành thật tốt những việc bé như thế, không ai dám tin tưởng để giao cho bạn những công việc lớn hơn. Một thời gian sau, cô được giao nhiệm vụ đầu tiên đưa đón cán bộ qua sông. Mình đã tập và mình đã vất vả tập bơi, tập chèo thuyền rất chăm chỉ và cố gắng. Mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô đã gặp một người đàn ông bí ẩn, người thầy đã cho cô bài học quan trọng và cảm hứng định hướng dẫn lối cô suốt về sau. Phạm Ngọc Thảo, một điệp viên hoàn huyền thoại: "Chào Mỹ Nhung, cảm ơn em mấy hôm nay đã đưa anh qua sông rất an toàn." "Vâng, em cũng rất vui được nhận nhiệm vụ và được biết đến anh Ngọc Thảo. Mà tại sao em lại nhận nhiệm vụ này thế? Anh nghe cấp trên nói em là một tiểu thư cành vàng lá ngọc cơ mà." "Dạ, gia đình em tuy là tư sản nhưng lại rất mong muốn đóng góp cho cách mạng, em cũng vậy." "Đúng là một gia đình có truyền thống tuyệt vời, ai cũng mong muốn đóng góp cho cách mạng. Nhưng tại sao em lại chọn ngành tình báo?" "Bởi vì em thích đọc tiểu thuyết trinh thám, em ngưỡng mộ những điệp viên tài năng." "Ha ha, điệp viên là người luôn phải chơi trò chơi sinh tử, luôn phải đấu trí với những bộ óc chai sạn tài năng hơn người. Phải là người rất bản lĩnh, tinh thần thép và sẵn sàng hy sinh tất cả thì mới theo được." "Dạ, nhiều người lính trên mặt trận cũng phải đối mặt với những sinh tử hàng ngày, họ vẫn sẵn sàng cống hiến vì tổ quốc. Em thấy mình chỉ là một người nhỏ nhoi mong muốn góp sức cho cách mạng." "Em có biết một thông tin bí mật có thể làm thay đổi
cục diện của một cuộc chiến không? Cuộc chiến thông tin không ồn ào, không phô trương nhưng lại vô cùng quan trọng. Khi các tướng lĩnh muốn ra những quyết định, những chiến lược quan trọng, họ cần phải biết mình, biết người. Nếu không nắm rõ được thông tin, kế hoạch, nội tình địch, thì dù có đông quân thế mạnh vẫn có thể chui đầu vào bẫy và toàn quân bị diệt. Đó có phải là lý do mà Việt Nam chúng ta thường ở thế yếu trong các cuộc chiến chống ngoại xâm mà vẫn có thể chiến thắng các cường quốc, phải không anh? Đúng rồi, vì chúng ta có những con người tài năng và một lòng cống hiến cho dân tộc, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc, niềm vui cá nhân vì tổ quốc. Đó là những con người vĩ đại, họ chấp nhận sống không ai biết, chết không ai hay, làm những việc thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng cho chiến thắng chung của cả dân tộc. Và cứ thế, Mỹ Nhung mê mẩn những câu chuyện và bài học từ người thầy vĩ đại và tài năng Phạm Ngọc Thảo. Bài học thứ ba cô học được từ thầy Phạm Ngọc Thảo: chiến thắng của một tập thể, cả một dân tộc không thể không xây dựng lên từ sự hy sinh thầm lặng, từ những con người nhỏ bé. Thay vì ngồi chờ người khác mang đến hòa bình, hạnh phúc cho hàng triệu người, thì mình hãy là người đứng lên và góp một phần nhỏ vào mục tiêu đó, cho dù có thể phải đánh đổi cả cuộc sống. Anh Mười Hương, cục tình báo cụm A18. Mỹ Nhung này, đợt này em rèn luyện học tập rất tốt, cấp trên có nhiệm vụ mới giao cho em đây, em đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa? Dạ, vậy thì tuyệt quá anh ạ. Anh Mười Hương, em đã cố gắng học tập để nhận được các nhiệm vụ quan trọng hơn rồi ạ. Em sẽ vào vai một tiểu thư gia đình tư sản giàu có, hỗ trợ giao liên cho đồng chí Hai Trung đang nằm ở vùng đang nằm vùng ở Sài Gòn. Gia đình em rất phù hợp với vai trò này, thật may mắn vì có một gia đình tư sản yêu cách mạng như nhà em. Vâng, em xin nghe theo sự sắp xếp của tổ chức, em sẵn sàng nhận nhiệm vụ ạ. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, em phải trực tiếp vận chuyển thông tin từ Hai Trung về chiến khu và ngược lại, cần đảm bảo giữ bí mật và an toàn cho cả hai phía. Giao liên là nhiệm vụ quan trọng và dễ bị bắt nhất, vì thế chúng ta tuyệt đối không được để lộ hay bị mất tài liệu mà tổ chức giao phó. Anh đưa em khẩu súng này đề phòng trường hợp bất trắc nguy hiểm xảy ra để tự vệ. Dạ, em không, em nghĩ không cần đâu ạ. Em mang theo súng còn nguy hiểm hơn, em sẽ biết cách để tự bảo vệ mình. Tốt lắm. Sống thật với con người mình mới chính là vỏ bọc dày nhất, kín đáo nhất. Và nữa, nếu bị bắt, nhất định phải giữ khí tiết. Người cách mạng thì quyết không khai báo. Vâng, em sẽ ghi nhớ. Bài học thứ tư cô học được từ thầy Mười Hương: sống thật chính là vỏ bọc tốt nhất để không ai có thể phát hiện ra. Người cách mạng luôn phải giữ khí tiết, thà chết cũng phải bảo vệ đồng đội, bảo vệ bí mật, bảo vệ tổ quốc. Sài Gòn, những năm 1960. Nhà của gia đình Mỹ Nhung trên đường Gia Long, một con đường rất gần phủ tổng thống. Mỹ Nhung đã trở về sinh sống với gia đình và sống đúng với cuộc đời của cô tiểu thư Đài Các trong một gia đình tư sản giàu có giữa chốn Sài Thành. Cô luôn nỗ lực học tiếng Anh, tiếng Pháp dưới sự hướng dẫn của anh Tư Cang và anh Hai Trung. Anh Hai Trung, điệp viên trong vỏ bọc nhà báo, tay chơi chó, chim gà, cảnh nổi tiếng Sài Thành. Mỹ Nhung học tiếng Anh rất nhanh mà phát âm cũng chuẩn. Cứ đà này thì anh không còn gì để dạy em nữa đâu. Dạ, cũng nhờ anh Hai Trung và anh Tư Cang hết lòng chỉ dạy em, không chỉ tiếng Anh mà cả những kinh nghiệm rất quý báu trong công việc. Cũng nhờ tiệm vải gia đình em khá nổi tiếng nên em cũng vừa giúp mẹ bán vải, vừa kết nối được với một số người có gia thế trong chính quyền. Em nghĩ điều này sẽ tốt trong việc giao liên của em. Đúng vậy, hình ảnh càng sang trọng, quý phái, càng gần gũi với giới chính quyền, giới nhà giàu Sài Gòn thì càng dễ hoạt động. Cuộc chiến càng kéo dài, càng có nhiều người hy sinh, em hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc kết thúc cuộc chiến này để giải phóng đất nước. Một buổi sáng nọ, khi Mỹ Nhung đang ở cửa hàng bán vải, bỗng nhiên có tiếng gọi vội của anh Hai Trung: Mỹ Nhung ơi, đi ăn sáng với anh. Dạ vâng, anh đợi em chút. Nhưng chẳng có bữa sáng nào cả mà là một nhiệm vụ quan trọng. Một người giao liên của chúng ta vừa bị bắt, mà anh cần chuyển gấp tài liệu này cho tổng bộ. Đây là 24 cuốn phim, những tài liệu quan trọng anh chụp được, nó có thể giúp chúng ta kết thúc cuộc chiến này sớm hơn dự định.
Vì vừa có người bị bắt nên có khả năng chúng ta rất dễ bị lộ danh tính. Hơn nữa, tụi lính đang dò xét rất gắt những tài liệu này, nhưng tài liệu này cần gửi đến tận tay cấp trên càng sớm càng tốt. Thực sự rất nguy hiểm, nhưng không còn ai có thể thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn em. Em hãy nhanh chóng đi ngay nhé. Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Để tài liệu trong túi sách như vậy nguy hiểm quá, nó mà lục soát thì lộ ngay, mà gấp quá rồi, hy vọng sẽ không bị chốt bắt dừng lại. Thôi, em đi cẩn thận nhé. Vâng, em luôn mang theo viên thuốc như anh dặn. Nếu bị bắt, em sẽ uống ngay, thề chết để bảo vệ bí mật, bảo vệ tổ chức. Xe của Mỹ Nhung do một đồng chí chuyên lái xe cho cô lao nhanh ra khỏi Sài Gòn. Sắp ra tới cửa ngõ rồi, sẽ có chốt chặn ở đây. Hy vọng là sẽ không bị khám xét. Có gì anh cứ bình tĩnh để em xuống xe xử lý. Đợt này có lệnh phải khám xét kỹ những trường hợp khả nghi. Hôm trước vừa bắt được một tên cộng sản qua chốt mình nên cả đội được thưởng đó. Ồ, có một xe đang tới kìa. Có xét không anh? Xét. Nguy rồi, làm sao bây giờ? Lục xét kỹ cho tao. Vui lòng xuống xe cho chúng tôi kiểm tra. Sếp, có việc gì mà khẩn trương thế ạ? Em là Mỹ Nhung, bạn con gái trưởng ty cảnh sát. Hôm nay về quê ăn giỗ. Có gì các sếp xét nhẹ tay giúp em nhé. Chúng tôi làm việc theo lệnh cấp trên. Khám xét cho kỹ vào. Gớm, nóng giận, hại gan. Sếp đẹp trai, có gì cứ nhẹ nhàng hướng dẫn em. Em hứa sẽ nghe chỉ đạo mà. Chúng khám xét xe rất kỹ. Trong lúc đó, Mỹ Nhung vẫn đang nói chuyện với tên chỉ huy để đánh lạc hướng. Các anh làm việc vất vả quá, em có chút hoa quả biếu các anh, gọi là có gì các anh giơ cao đánh khẽ cho em kịp giờ về giỗ ở quê. Cô em hình như quê Bắc sao? Nghe giọng giống giọng Bắc lắm. Tên chỉ huy có vẻ hạ giọng, nhẹ nhàng hơn sau khi cầm túi hoa quả có xấp đô la bên trong. Vâng, anh cũng ở Bắc ạ. À. Em quê ở Bắc Ninh. Nghe giọng anh hình như cũng ở Bắc Ninh ạ. À? He he, anh cũng Bắc Ninh đấy. Hỏi sao mà cô em xinh thế? Đúng là con gái Bắc Ninh mà. Ơ, mà bạn em là con gái trưởng ty cảnh sát thật à? Dạ, anh đẹp trai cứ quá khen. Vâng, em quen với Khánh Vân, con gái của trưởng ty cảnh sát. Em cũng hay qua nhà bố ấy ăn cơm. Thế mà không nói sớm. Gái xinh mà sành điệu như em, anh nhìn là biết ra thế con nhà giàu rồi. Báo cáo sếp đã khám xét xong, không có dấu hiệu gì khả nghi ạ. Đã khám xét kỹ chưa? Dạ, khám đủ hết rồi ạ. Khám xong thì cho đi thôi. À, vâng, cảm ơn các sếp nhé. Em xin phép đi ạ, cho kịp ạ. Khi cô chuẩn bị bước lên xe, đột nhiên có một tiếng gọi giật lại. Khoan, dừng lại! Mỹ Nhung giật mình, nhịp thở như tắc nghẽn, tim đập nhanh. Chẳng nhẽ chúng nghi ngờ mình sao? Còn chiếc túi sách của cô này chưa xét, thưa sếp. Làm sao bây giờ? Chúng mà xét cái túi thì xong đời. Một cuộn phim là đủ chết rồi. Đường này những 24 cuộn. Không thể giấu nổi. Làm sao đây? Có khi nào mình phải dùng đến viên thuốc kia để giữ bí mật không? Phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Ngay sau đó, Mỹ Nhung lấy lại bình tĩnh và tươi cười nói. Các sếp nghi ngờ em là Việt Cộng à? Đây, các sếp thích thì khám đi. Còn người em nữa, các sếp muốn khám luôn không ạ? He he, người cô em thì phải khám kỹ. Đúng lúc đó, có hai tên lính chạy đến và nói. Thưa sếp, chuẩn bị có đoàn xe của cục tình báo đi đến đây. Chắc có việc gấp cần triển khai. Tập hợp mọi người đến đây mau, chuẩn bị tiếp đón đoàn của cục tình báo. Dạ, thế vậy còn xe của cô này thì sao ạ? Mau cho qua đi nhanh. À, nhanh còn chuẩn bị để đội hình chỉnh tề để đón đoàn. Vâng, em đi luôn đây ạ. À, Mỹ Linh vừa đi thì một loạt xe quân sự, xe jeep ập đến chốt kiểm tra. Lệnh đặc biệt kiểm soát thật chặt người ra vào. Chiếc xe của cô chậm rãi lăn bánh, nín thở. Nín thở. Phù, chúng ta chạy khá xa rồi, chắc chúng không đuổi theo đâu. Chúng ta an toàn rồi, thật hú hồn. Anh nghĩ quả này tiêu rồi cơ. Em đúng là rất bình tĩnh và xử lý rất khéo léo. Cũng chỉ là may mắn thôi ạ. À. Lúc đó chúng xách túi xách thì không chạy đi đâu được. May mắn cũng là một phần của năng lực. Không phải ai cũng có được may mắn, tài năng và xinh đẹp như em đâu. Bài học thứ 5 cô học được từ nhiệm vụ vận chuyển 24 cuốn phim. Bình tĩnh,
bình tĩnh và bình tĩnh, dù có dối cũng không làm được gì, thậm chí là làm hư việc. Vì vậy chỉ có cách là bình tĩnh để xử lý mọi việc mà thôi. Vài tháng sau, tại nhà của gia đình Mỹ Nhung. Mỹ Nhung ơi, Mỹ Nhung. Dạ em đây, có tin gì vui mà anh Tư Cang vui thế? Tin vui, liên quan đến 24 cuộn băng mà em đã liều mạng mang về cho chiến khu đó. Nhờ những cuộn băng đó, chúng ta đã biết được kế hoạch chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Nhờ đó mà chúng ta đã tránh được các trận càn quét quy mô lớn. Không những thế, chiến khu quyết định sẽ tổng tấn công trong thời gian tới. Đây có thể là cuộc chiến cuối cùng giúp thống nhất đất nước. Công lao của em và Hai Trung là rất lớn đấy. Tuyệt quá rồi, như vậy chúng ta có thể sớm được hòa bình, không còn chiến tranh và đau khổ nữa. Em mong chờ đến ngày đất nước được độc lập quá. Và nhờ chiến công nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng của Mỹ Nhung, quân cách mạng đã tấn công vào Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 1968. Hết tập 1. Giai đoạn này là giới thiệu nhân vật thì Huy, cho phép Huy là không không đọc cái phần giới thiệu nhân vật này nhá. Anh chị em có muốn đọc phần này không ạ? Có muốn, hay hay quá, đẹp Và nữa, giới thiệu nhân thầy vật thì đọc cũng Mỹ hay Nhung, luôn. Nguyễn Thị Mỹ Nhung thì là nhân vật Tám Thảo, biệt danh là Tám Thảo, là một sĩ quan tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà là thành viên của cụm tình báo H63, mà Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên chủ lực trong cụm, đóng vai một tiểu thư đài cát, làm thông dịch viên cho thiếu tá tình báo Mỹ và đã mang về rất nhiều tài liệu quý cho chiến khu. Cái người thứ hai là anh Phạm Ngọc Thảo, điệp viên huyền thoại, là điệp viên hoạt động độc lập, chỉ nghe sự chỉ đạo trực tiếp từ Bác Hồ và đồng chí Lê Duẩn. Nhiệm vụ là chui sâu, lao cao nhằm ảnh hưởng trực tiếp tới các quyết định của chính quyền Sài Gòn. Đã từng được Mỹ đào tạo để chuẩn bị đưa lên làm tổng thống miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên vì là đảo chính không thành công cho nên là Phạm Ngọc Thảo đã bị bắt. Đào Thị Tư, mẹ của Mỹ Nhung, là một thương nhân bán vải rất khéo léo, xinh đẹp. Bà có 8 người con cơ và rất yêu thương các con của mình, đồng thời là người yêu nước, ủng hộ các con cũng như là hỗ trợ cách mạng rất nhiều về vật chất và dùng chính căn nhà của mình ở Sài Gòn làm cơ sở cách mạng ngầm cho cách mạng. Anh Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, ông tên thật là chồng Trần Ngọc Ban, là người chỉ huy cụm tình báo A18. Cụm tình báo A18 là tiền thân của cụm tình báo H63, hỗ trợ trực tiếp cho Phạm Xuân Ẩn trước khi chuyển thành cụm H63. Sau này ông là bí thư ban chấp hành trung ương, ban trưởng ban nội chính trung ương, phó trưởng ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo là Phạm Xuân Ẩn, theo mật danh là Hai Trung, tên thật là Phạm Văn Thành, ông được gọi là điệp viên hoàn hảo. Khi có vỏ bọc là một nhà báo của tạp chí Time, sau đó là Reuters. Ông còn là dân chơi thú cảnh như chó cảnh, chim cảnh, cá cảnh nổi tiếng Sài Thành. Từ đó ông tiếp cận và làm bạn thân và lấy được lòng tin của các quan chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa và cả các sĩ quan Mỹ, sĩ quan Mỹ. Sau này ông được phong hàm thiếu tướng tình báo. Tiếp theo là ông Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, đại tá tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên cụm trưởng cụm tình báo quân sự H63, trực tiếp hỗ trợ cho Phạm Xuân Ẩn, Tám Thảo. Sau này ông là chính ủy lữ đoàn 36 316 đặc công biệt đội biệt động đơn vị tấn công vào cầu Rạch Chiếc trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1945. Đây là cuốn truyện này dành tặng và tôn vinh cho bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, tức Tám Thảo, vì những đóng góp của bà trong nền độc lập Việt Nam. Tác giả của Nguyễn Quang Huy và Đoàn Thị Thu Phương. Ý tưởng bắt đầu từ của bạn Đoàn Thị Thu Phương. Biên tập và kịch bản thì Huy đã biên tập lại cái ý tưởng của bạn Đoàn Thị Thu Phương. Vẽ tranh thì Nguyễn Quang Huy cộng với AI, và chỉnh sửa là Nguyễn Quang Huy. Và dự án truyện tranh này, đây là nằm trong cái dự án vẽ truyện tranh bằng AI mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 của Học viện AI. Đấy, nhưng mà cuốn truyện của Huy đến đây là kết thúc. Anh chị em xin cho ý kiến.